Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa bắt khẩn cấp 7 đối tượng đi bắt cóc không thành đã trộm xe gắn máy để trả tiền thuê taxi. Đây là những đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 27 tuổi, thường trú tại các tỉnh Bến Tre, Đồng Nai và Thanh Hóa. Sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng nay ngày 28 tháng 10 năm 2013, khi tổ tuần tra công an phường 10 và công an thành phố Mỹ Tho đi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Thập thì phát hiện hai đối tượng từ taxi mang biển số 51A25040 bước xuống lấy trộm một chiếc xe gắn máy đang dựng trên vỉa hè rồi phóng đi. Tổ tuần tra truy đuổi và bắt được hai đối tượng này, đồng thời giữ các đối tượng còn lại trên taxi để điều tra. Các đối tượng bị bắt khai Trần Văn Tiến, 25 tuổi, thường trú tại tỉnh Đồng Nai, là người cầm đầu. Chiều ngày 26 tháng 10, Tiến nhận lời một người phụ nữ thuê xuống tỉnh Bến Tre bắt cóc một đứa bé. Sau đó, Tiến rủ Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Văn Sự cùng thường trú tại tỉnh Bến Tre thuê taxi từ Đồng Nai đi Bến Tre. Nếu bắt cóc thành công thì người phụ nữ nói trên sẽ thanh toán tiền taxi cho Tiến. Tuy nhiên, khi đến Bến Tre, thấy có nhiều người khiến việc bắt cóc không thành nên cả nhóm bàn nhau đi đám cưới ở nhà bạn của Sự, rồi rủ thêm Nguyễn Hoàng Son, Nguyễn Văn Mẫm và Ngô Xuân Khang cùng ở tỉnh Bến Tre về Đồng Nai chơi. Do bắt cóc không thành, tiền thuê taxi quá cao nên cả nhóm bàn nhau trên đường về, nếu gặp xe máy thì cướp hoặc trộm, đem bán để trả tiền taxi. Cả nhóm mua 5 cuộn băng keo, 2 con dao Thái Lan rồi lên taxi quay về Đồng Nai. Khi đến quốc lộ 60 thuộc phường 10 thành phố Mỹ Tho thì thấy có một xe gắn máy dựng trên lề đường mà không có người trông coi, nên Sự và Mẫm bước xuống bẻ khóa, nổ máy phóng đi nhưng bị bắt sau đó. Vụ việc đang được công an thành phố Mỹ Tho điều tra.